Nếu mà không sanh vào cõi dữ mà sanh vào loài người
thì phải chết yểu, tức là tuổi thọ ngắn, tức là sát sanh, mang cái nghiệp sát sanh, cho nên rồi nếu mà nặng thì phải sanh vào cõi dữ sát thú, tức là vào những loại thú hoặc là địa ngục. Còn nếu mà còn có phước chút á, không sanh vào các loại đó mà sanh vào loài người thì sẽ chịu cái quả báo là chết yểu, tức là tuổi thọ ngắn. Đó. Rồi ngược lại, nếu từ bỏ sát sanh, có lòng từ với chúng sanh thì sau khi chết sẽ sanh vào thiện thú, tức là cõi lành. Còn nếu sanh vào loài người á thì sẽ được trường thọ sống lâu. Đó, đó là cái nhân quả. Còn có người nam, người nữ nào hay phẫn nộ, bất bình, sân hận thì sau khi chết bị sanh vào cõi dữ. Nếu không sanh vào cõi dữ mà sanh vào loài người thì sẽ bị hình sắc xấu xí và ngược lại. Tức là người mà hay phẫn nộ, nóng giận thì sau khi chết đó thì sẽ sanh vào cái cõi dữ. Nếu mà không sanh vào cõi dữ mà sanh trở lại vào cõi người á thì sẽ mang cái quả báo là hình sắc nó xấu xí. Bởi vì thường nóng giận, mà quý vị thấy không? Khi mà nóng giận lên thì cái mặt mình đẹp hay xấu? Bởi cho nên là thường nóng giận thì tất nhiên nó thành ra cái thói quen, cái tập khí đó thì tất nhiên là nó thành ra cái dáng nó xấu quen rồi, cho nên đời sau sinh ra thì nó xấu chứ có gì đâu. Phải không? Còn ngược lại, tức là ít có nóng giận mà thường hay gọi là từ bi, vui vẻ thì đời sau sinh ra là thân tướng nó hình sáng nó tốt đẹp. Thường cười vui thì vẻ mặt nó tốt rồi, phải không? Đó. Còn người nam, người nữ nào hay sanh lòng tật đố với người thì đời sau nếu sanh là người thì chỉ được quyền thế nhỏ. Tức là hay tật đố, ganh tị với người ta, thấy người ta hơn mình là chịu được, cho nên rồi mang cái quả báo ra đời sau sanh ra thì có quyền thế gì cũng nhỏ nhỏ thôi, để mà đặng cho người ta khinh trở lại. Tức là không hơn ta được, bởi vì mình là hay đố kỵ. Còn nếu người nam, người nữ nào thường ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ, tôn trọng người đáng đảnh lễ, tôn trọng thì đời sau nếu sanh làm người thì sanh vào gia đình hạ liệt. Bởi vì thường ngạo nghễ, kiêu mạn, khinh ta, cho nên là đời sau sanh ra thì quả báo là sanh vào cái gia đình hạ liệt, là bị nhiều người họ khinh trở lại. Đó là quả báo, tức là nhân quả. Vậy thì tức là mỗi người mình đều có cái nhân quả riêng của mình, đều sống trong nhân quả hết, cho nên mình đời nay mình sống ở đây là mình gọi là mang cái quả của cái nhân đời trước rồi cộng thêm cái nhân mình đang tạo hiện tại, phải không? Tức là cái quả mình sống đây sống trên cái quả của đời trước, thấy không? Rồi cũng cộng thêm cái nhân mình tạo trong hiện tại này nữa. Cho nên hiểu vậy đó thì mình phải khéo biết, thấy không? Để mà sống cho nó đúng là nhân quả. Cho nên mình bây giờ mà được ví dụ như được thân tướng tốt, giàu sang thì đó là cũng cái quả của đời trước mình có tạo tốt, thấy không? Nhưng mà rồi cũng cộng thêm cái nhân mình hiện tại đây, nếu mình tạo cái nhân tốt nữa thì cái quả đó nó cũng tốt thêm. Còn nếu như mà mình có cái nhân tốt đời trước mà đời nay mình đã tạo cái nhân nó xấu trở lại thì cái quả đó nó sẽ sao? Nó sẽ bị ảnh hưởng, nó rút bớt. Phải không? Nó bớt tốt. Phải không? Đó, tức là nó cộng lại. Cho nên hiểu vậy đó thì mình hiểu đúng nhân quả là mình thấy là nhìn trong cái cuộc sống mình đó, mình thấy mình sáng tỏ nhiều vấn đề, thấy không? Cho nên gặp những vấn đề mà nó thấy là nó bức xúc, hoặc là những cái thấy những vấn đề nó khó khăn, nó nghịch chướng, không? Thì mình đều đem cái lý nhân quả ra mình nhận, mình soi xét thì mình cũng sáng được. Chứ không có gì ngẫu nhiên, không? Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú á có kể câu chuyện là
có một nhóm các thầy tỳ kheo gồm 7 vị thì nhân nhập hạ ở một vùng biên địa xa, và sau khi mãn hạ đó mới cùng nhau trở về để yết kiến Đức Thế Tôn. Thì dọc đường trên đường đi á, vì chiều tối cho nên các vị mới vào ngôi chùa xin nghỉ tạm qua đêm. Thì ở đó, tức là trong chùa đó có một cái động đá có 7 cái giường, thì 7 vị này mới vào nằm nghỉ trong đó. Thì nửa đêm bỗng nhiên sao có một cái tảng đá to bằng cái nóc nhà từ ở trên núi, nó không biết nó bị lâu ngày rồi nó bị lay động cho đó, nó lăn xuống cái thì nó chắn bứt ngay cửa động. Và một cái tảng đá mà gần bằng cái nhà vậy là thì quý vị nghĩ sao, nó chắn ngay cửa động. Cho nên chư tăng trong chùa thì cũng nghe tiếng động lớn đó, cho nên rồi cũng mới tìm đến xem sao, thì biết được như vậy mới bèn họp cùng nhau cùng với dân trong 7 làng, tức là chư tăng trong chùa đó họp với dân 7 làng chung quanh đó, dám hết sức để mà đồng đẩy tảng đá ra mà nó cũng không nhúc nhích. Còn bên trong thì các vị tỳ kheo ở bên trong cũng vậy, cũng hết tận lực để mà đẩy tiếp, nhưng mà rồi đều cũng vô ích. Tảng đá nó quá to, không nhúc nhích gì hết đó, mà nó lại chắn ngay cửa động. Thành ra suốt 7 ngày đó dân chúng tận lực nhưng mà rồi cũng không dời được tảng đá gì hết, khiến cho 7 vị tỳ kheo này là phải chịu đói 7 ngày luôn ở trong đó. Tức là ở ngoài không có đem gì vô được hết. Thì đến ngày thứ 7 thì tự nhiên cái tảng đá sao, tức là nó mới lăn xuống cho nên là nó cũng cái chân nó không vững. Sau đó tới ngày thứ 7 sao nó lung lay được, cái tự cái nó lăn nó di động cho các đó, thì các là gì cái này mới được đi ra. Thì các thầy tỳ kheo này mới thoát nạn ha. Rồi các vị thì cũng vì là tỳ kheo để tiếp Phật cho nên là cũng hiểu biết được cái lý nhân quả, cho nên các vị nó mới tự nghĩ cái quả ác này của chúng ta đây á, thì ngoài Đức Bổn Sư ra thì chắc là không ai biết được vì sao có cái nhân quả này. Cho nên chúng ta về đến khi mà yết kiến Ngài, chúng ta sẽ hỏi Ngài xem cái chúng ta là có mắc cái nhân quả gì mà phải chịu như vậy không. Sao mà nó đợi lúc là 7 gì đó không, ngay đêm đó 7 gì đó đến đó nghỉ không, rồi nó rớt xuống, người ta không biết trước ngày đỡ quá phải không, hoặc là sau ngày cũng đỡ mà nhờ ngay đúng ngày cái đêm đó, thì vậy tức là đâu phải chịu hay đâu phải chuyện ngẫu nhiên, tức là cũng phải có cái nhân duyên gì phải không. Mình thì nhiều khi ngoài đời thì nó rủi quá phải không, nhưng mà trong đạo thì không có rủi mà có nhân duyên. Đó, ở ngoài đó là rủi mai rủi. Còn ở đây thì không có mai rủi mà có nhân duyên hết. Thì khi 7 vị này về gặp Đức Thế Tôn mới bèn đăng cái việc này ra hỏi, thì Đức Thế Tôn mới bảo: này các tỳ kheo, các thầy đã gặp nạn là cũng do cái quả của tiền nghiệp, tức là của cái nghiệp đời trước. Thật vậy, trong đời quá khứ là Phật mới kể, trong đời quá khứ đó có 7 cậu bé chăn bò, nó cư ngụ ở nơi thành Ba La Nại, thì chúng nó thường đuổi bò cho bò đó nó ăn trong một cái chỗ đất quan ở nơi ven rừng, rồi cứ 7 ngày á thì nó trở lại cái chỗ ban đầu. Tức là nó chăn bò đó ăn thì cứ thấy 7 ngày cái này đuổi đi ăn qua chỗ khác, rồi cái thì sau 7 ngày đó mới trở lại cái chỗ ban đầu. Thì một hôm khi mà đuổi bò về đó thì chúng mới gặp một cái con kỳ đà, rồi đó là tuổi trẻ mà cho nên nó mới rượt theo kỳ đà. Cho nên cái tuổi trẻ thì nó hay gọi là chơi gạch rồi đó, thì con kỳ đà nó mới chạy thoát, nó chung xuống một cái gò mối. Thì cái gò mối này nó có 7 ngách, nghe không?
Thì cái lũ kẻ này là nó mới nói với nhau, thôi bây giờ chúng ta không thể bắt được nó rồi, để ngày mai chúng ta sẽ trở lại và bắt nó, thấy không? Cho nên rồi bảy đứa đó thì mỗi đứa nó bẻ một nhánh cây làm gậy đó, nó thọc xuống để cho bít bảy cái lỗ cắt đó rồi nó bỏ đi. Tức là cho bít lại đây, ngày mai nó tới nó bắt, bây giờ nó không bắt, thấy không? Thì hôm sau thì cái lũ kẻ này nó lại quên chuyện kỳ đà, nó quên đi, cho nên nó mới đuổi con bò, đuổi cái đàn bò đó cho đi ăn một nơi khác. Mà khi mà đuổi đàn bò đi ăn nơi khác đó thì 7 ngày sau nó mới đuổi trở lại, thấy không? Nào. Cho nên đến ngày thứ 7 á thì chúng nó mới đuổi bò, đàn bò ra trở lại cái chỗ cũ. Và khi đuổi trở lại nhìn thấy gò mối thì nó mới nhớ đến con kỳ đà. Đó. Thì mỗi đứa nó mới liền tự khai cái lỗ cắt đó, cái lỗ cắt mà chúng nó đã bít từ trước đó. Thì con kỳ đà bây giờ nó ngất ngư gần chết rồi, 7 ngày bị bít trong đó nó đâu có ăn uống gì được, cho nên ngất ngư gần chết, thân hình cũng ốm, thấy không? Chỉ còn giống như da với xương nó run run rẩy, cái nào bò lê bò lết ra ngoài. Thì bây giờ cái chúng nó mới thấy vậy cũng thương xót, giờ này không có hại nữa, thấy cái con kỳ đà nó bò lê lết lết thì nó thấy cũng tội nghiệp, cho nên thôi nó không có gọi là đùa nghịch nữa, mà nó mới phiền nhau thôi tha cho nó đi, đừng có phá nữa. Rồi mới cũng soi lưng nó an ủi, thôi hãy đi ăn vui nha. Rồi thả cho kỳ đà nó đi đó. Thì Phật kể xong câu chuyện đó, Phật mới bảo do cái cộng nghiệp này đó, tức là bảy đứa cùng chung chơi với làm cho kỳ đà nó bị chết đói trong cái hang 7 ngày đó, cho nên Phật bảo do cộng nghiệp này đó, cho nên 14 kiếp về sau đó thì mỗi kiếp chúng đều bị bỏ đói 7 ngày như vậy, đều bị cái quả báo là bị bỏ đói 7 ngày ha. Thì Phật mới bảo này các tỳ kheo, thời xưa khi sanh làm 7 đứa bé chăn bò thì các thầy đã tạo nghiệp ác ấy, ha. Cho nên bây giờ là cũng là cái quả báo của cái nhân đó. Cho nên có nhân duyên hết. Ngày xưa là vứt cho nó, không? Cái này cũng là chơi nghịch thôi, nhưng mà làm cho nó bị chết đói 7 ngày, cho nên bây giờ cũng bị là chết đói 7 ngày. Chưa chết đâu, đây chỉ bị đói thôi, 7 ngày. À. Thì khi nghe Đức Phật nói kể chuyện đó rồi, thì khi đó có vị tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống biển, hoặc vào trong hang núi cũng không thoát khỏi quả của nghiệp phải chăng? Thì Phật xác nhận: Này các tỳ kheo, đúng như vậy. Bất cứ nơi đâu, như trên trời chẳng hạn, cũng không có chỗ trú để tránh khỏi quả của nghiệp ác. Rồi cho thấy là nhân quả nó gọi là nó theo nhau vậy đó, thấy không? Bởi vậy mà nhân quả nó rất là rõ ràng, cho nên Phật dạy là không có chạy đâu mà trốn khỏi nhân quả hết. Thì chỉ mình biết là phải tạo, thấy không, cái nhân tốt để cho nó chuyển hóa, thấy không? Vậy tức là những cái việc xảy ra đó đều có nhân quả của nó, do đó mà mình phải khéo biết cẩn thận, chớ có xem thường nhân quả, phải không? Quý vị thấy không? Ngày xưa là chơi đó, không? Nghĩa là bích hàng cho nó đói 7 ngày đó, bây giờ là bị cái quả báo đó, không? Cho nên đâu đó nó có nhân quả hết, nên phải cẩn thận. Cũng như là quý vị mà đọc truyện mà vua A Dục đó, không? Là ông vua coi như hộ pháp lớn đó, không? Thì cũng chuyện kể là thời Phật đó, thì cũng vậy đó, khi trên Phật đi trên đường đích thực đó, gặp mấy đứa bé nó chơi dọc cát rồi lấy cát rồi nó làm lên thành nhà thành kho rồi đó, thấy Phật đến thì cái nó mới
môi cát ở trong kho đó đem cúng dường Phật. Thì thấy không, cúng dường Phật mà cúng dường cát thì đúng là đạo Phật. Chứ còn nếu mà mình bây giờ mà cởi cúng dường vậy thì sao? Chắc là cũng giận đó. Cúng dường mà cát ăn gì đâu. À, nhưng mà Phật thì vì lòng mình, nghĩa là từ bi, Phật đều gieo nhân duyên hết. Đây là nó vì nó còn bé, nó đâu có biết gì, nhưng mà do cũng do có cái tâm lành, thấy Phật thì nó thấy là kính mến. À, cho nên lấy cát nó cúng thì Phật mới bảo Ngài Năng đem về mới rải trên con đường mà Phật thường đi tới, Phật cái thầy Thầy Cao thường đi tới lui đó, rải đường đó thì vậy cho nó có phước. Tức là như vậy thì Phật cũng đi tới đi lui và các Thầy Cao cũng đi tới đi lui đó, thì vậy nó cũng có phước. Quý vị thấy đúng là Phật từ bi đâu. Do nhân duyên đó cho nên là sao Phật mới thọ ký đó, rồi sao sanh trở lại mấy trăm năm sau, thấy không, thì mới chắc hơn trăm năm sau chứ, thấy không, thì trở lại mới sanh là vua A Dục đó. Cho nên vua A Dục sanh đó, sinh ra thì thân tướng á thì nó thô xấu, cho nên ông vua cha thấy nghĩa là không có ưa, muốn định nghĩa là cũng tìm cách để coi như là hại cho nó qua, mà muốn để mà nhường cái ngôi cho cái vị thái tử trước, phải không, nó hơn. Nhưng mà ngài lại có cái phước làm vua, cho nên làm gì làm là ngài không chết. Khi vua cha nghe nơi ở cái vùng biên giới xa xôi nào đó có giặc rồi đó, mới sai ngài đi đánh giặc để cho có gì thì chết, không? Nhưng mà ngài đánh tới đâu là thắng đó. Rồi có lúc thì có cái nhân duyên gì đó, có dùng đó kỳ đó nhân duyên gì đó, không có ngài không đi được, mới sai cái người thái tử kia đi, thái tử kia đi là bị giết chết. Cho nên là cuối cùng ngài được lên ngồi. Là ra cái phước, không? Bởi vì cúng là cúng cát, cho nên là tuy là có phước làm vua nhưng mà thân tướng thô xấu. Bởi vì thấy không, nhân quả đâu đó nó rõ ràng, không? Cho nên phải hiểu vậy đó, cho nên phải sống rất cẩn thận về nhân quả. À, cái thứ hai là muốn nhắc cho tất cả đó, để mình biết được là cái việc làm đã qua nhưng mà cái nghiệp không mất, và nhớ kỹ cái điều đó, không? Người đời thì mê làm, cứ tưởng là mình làm rồi thì xong, phải không? Coi như việc là mình làm qua rồi thì xong thôi. Đà, cho nên không biết đến cái lý nhân quả, do đó mà mặc tình tạo nghiệp rồi chịu khổ không có lường được. Bởi vì nghĩ mình làm xong rồi thôi, phải không? Xong rồi qua rồi thôi. Nhưng mà với cái lý nhân quả Phật thấy rõ thì không phải vậy. Mình làm qua rồi nhưng mà cái nghiệp không có mất. Tức là việc làm thì qua, thấy không? Nhưng mà cái nghiệp không có mất. Đó. Thí dụ mình chửi người ta một câu cho hả giận, phải không? Chửi câu cho hả giận thì người kia họ yếu thế hơn mình, họ im lặng, họ không có trả đáp trả lại gì hết, thấy không? Thì mình tưởng vậy là xong, phải không? Nhưng mà có xong không? Tức là chửi qua rồi thôi, tưởng chửi qua rồi thôi, nhưng mà đâu có xong, phải không? Đó. Tức là họ có ôm cái hận đó, phải không? Tức là cái nhân quả nó sẽ còn đó. Đó. Nghĩa là ôm cái hận đó, họ chờ cơ hội sau mình yếu thế thì họ sẽ đáp trả lại, tức là cái quả ác đó nó cũng không mất, phải không? Cho nên gọi là việc làm thì nó qua rồi nhưng mà cái nghiệp đó, quả nó không có mất. Nà. Đời nay mình tạo cái khẩu nghiệp xấu, thấy không, cho nhiều á thì mình tưởng đâu chết đi là xong, nhưng mà đâu có xong, thấy không? Đời sau sinh ra đó thì sẽ mang những cái quả báo về khẩu nghiệp, hoặc là miệng sức mẻ nói ngọng nghịu, đó là cái nhân quả. Cho nên làm rồi nhưng mà không phải qua đó là xong. Cũng như đời nay mình tham lấy của người ta xài cho nó sướng, phải không? Tham lấy xài cho sướng thì đời sau sinh ra lại là sao? Đời sau sinh ra đó thì phải làm tôi tớ rồi trả lại, hoặc là mang ăn kéo cài trả lại,
chứ không phải là xong. Cho nên trong trong lục đạo tập đó có một câu chuyện là Lộ Bá Đạt, cái anh Lộ Bá Đạt, người ở huyện Hiếu Nghĩa ở phường Phần Châu, giờ phản niên hiệu Vĩnh Quy, tức là khoảng 650 đến 655 đó, đời vua Cao Tông, đời nhà Đường. Thì anh này là có nợ tiền của một cái người cùng ở huyện là 1.000 đồng. Nhưng mà sau đó thì Bá Đạt này mới gọi là cải, gọi là cải phăng đó, để mà coi như là cho qua, giống như chừng nào đó, cải phăng trái với cái lời cam kết, tức là đây mượn là cũng có cam kết, có văn khế đàng hoàng, có khế ước đàng hoàng, nhưng mà anh này cãi, anh Bá Đạt này anh cãi phăng luôn. Tới khi mà chủ nợ đó đưa văn tự ra để làm chứng đó, thì anh Bá Đạt này anh lại thề với chủ nợ ở trước Phật luôn nữa, nghĩa là nếu mà tôi chưa trả cho ông á thì nguyện kiếp sau tôi sẽ sanh trở lại làm trâu bò cho nhà ông. Tức là anh nói là trả rồi mà còn đòi gì nữa. tức là giật ha, coi như giật ra. Thì thầy như vậy xong rồi thì chưa đầy một năm thì Bá Đạt, tức ông Lộ Bá Đạt này thì chết. Thì năm sau đó thì quả nhiên là anh đầu thai vào trong cái thai của con bò chữa của nhà chủ nợ. Tức là nhà chủ nợ có con bò chữa, nó sanh ra con bò con. Thì con bò con này sanh ra đó, thì có một điểm lạ đó, là trên trán của con bò con này nó có một cái đám lông, tức là một đám lông trắng làm thành ra ba chữ Lộ Bá Đạt. tức là đọc luôn, tức là đọc nó cũng pha, đọc nó cũng giống vậy đó, giống cái chữ Lộ Bá Đạt, đọc được thành ra cái chữ Lộ Bá Đạt. Thì con cháu của cái anh Lộ Bá Đạt này thấy, tức là nghe thấy vậy mới đến đến xem, thì thấy vậy mới làm xấu hổ á, tức là cha ông mình mà bây giờ sinh vào cái nhà đó vậy xấu hổ quá, cho nên mới đem 5.000 đồng đến để mà xin chuộc. Nhưng mà cái ông chủ nợ này ông không cho chuộc. Thì cuối cùng thì họ mới đem cái số tiền đó cúng cho thiền sư Chân Như ở chùa Khải Phúc, tức là thuộc cái huyện Thạch Thành đó, để mà gọi là giúp vào cái công việc xây một cái ngôi tháp 7 tầng để hồi hướng công đức, thấy không? Thì khi đó có nhiều người chứng kiến được cái việc này, cho nên từ đó cũng phát tâm thôi bớt là, nghĩa là không có làm những cái điều ác này nữa, và cũng đều mang tiền vật đến để bố thí cúng dường. Thì đó là để thấy rằng nghĩa là tham của ta rồi cũng muốn giật, thì coi như vậy tưởng đâu như vậy là xong mà, nhưng mà không xong. Tức là cái việc làm thì nó đã qua, nhưng mà cái nghiệp quả thì nó vẫn còn chứ không có mất. Cho nên phải hết sức là cẩn thận, chứ đừng có nghĩ theo thế gian, cứ tham lấy xài cho sướng thôi, nghĩ rằng mình làm gì qua rồi thôi, thấy không? Nhưng mà trong cái đạo lý thì không phải vậy, việc làm tuy qua nhưng mà nghiệp quả không có mất. Cho nên có lần thì ông vua Bi Lăng Đà đó, ông mới hỏi tỳ kheo Na Tiên, tức là ông mới hỏi tỳ kheo Na Tiên là ở đây đã ông vua mà cũng rất là thông minh trí tuệ, ông gạn hỏi là chư tăng lúc đó là cũng bị khốn khổ vậy ông đó, ông gạn hỏi là không ai trả lời cho ông hết, cuối cùng là chỉ có ngài Na Tiên là mới trả lời cho ông kính lễ thôi. Thì ông hôm đó là ông tới ông hỏi ngài Na Tiên cũng nhiều việc, thì tới có một cái vấn đề thì ông mới nói rằng ngài cho, tức là đại đức cho chậm trở lại câu hỏi trước. Đại đức có nói là khi chết đó, thì ngũ quẩn này diệt, tức là năm quẩn này đã không nó diệt, tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân này đó, tức là thân và tâm này nó diệt, nghĩa là cả thân tâm này diệt hết không còn gì. Phải hay không? Thì Tỳ Kheo Na Tiên đáp là đúng vậy.
thì ông mới nói là như vậy là chẳng có bất cứ cái gì ở thân này đi sang qua cảnh giới tái sanh cả, phải không? Tức là việc hết vậy, tức là thân này không có cái gì mà đi qua đời sau được hết, phải không? Thì ngày Kỳ Cam La Tiên Ngài đáp thì tạm thời có thể nói như vậy. Tức là chế độ thì thân này bỏ ra đây chứ đâu có đi theo qua đời sau được, phải không? Thì ông mới nói vậy thì tiện lắm rồi, khỏe lắm rồi. Nếu mà trên đời này mà chẳng có làm ác, giết người vô số thì khi chết á thì tất cả nghiệp nó cũng diệt theo. Phải không? Bởi vì thân này diệt rồi thì tất cả nghiệp nó cũng diệt theo. À, vậy thì sang cảnh giới mới á, chẳng sẽ không bị trả quả do ác nghiệp của mình đã tạo. Khỏe quá. Phải không? À, thì Kheo Na Tiên mới bảo chẳng phải thế đâu đại vương, chỉ có người chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử thì kẻ ấy mới chấm dứt được nghiệp, còn tất cả mọi chúng sanh á thì không ai thoát được nghiệp đã gieo. Tức là chỉ có người được chứng A-la-hán á thì gọi là mới sạch được nghiệp, thì mới không còn tái sanh trở lại. Còn mọi người, mọi chúng sanh thì đều không ai thoát được nghiệp đã gieo hết. Thì ông nói thế tại sao đại đức lại bảo là diệt hết? Thân chết là cũng đủ này diệt hết rồi. Thì Kheo Na Tiên mới nói đại vương có nhớ chuyện xử phạt người trộm sòi không? Tức là trước đó đó là ông vua có xử một cái vụ cho cái người trộm sòi, nhưng mà cái anh trộm sòi này cũng nguy biện. Thì cho nên là ông, thì Kheo Na Tiên mới hỏi, thì ông vua mới đáp là có nhớ. Thì Kheo Na Tiên mới nhắc lại là cái kẻ trộm sòi ấy đó đã nguy biện ra sao. Thì ông vua mới nói là y nói rằng tôi hái trái sòi đó là hái trái sòi ở trên cành cây, còn sòi mà của người kia trồng á ở trong đất á là nó bị diệt mất tiêu lâu rồi, thì tôi đâu phải ăn trộm sòi của anh ta. Tức là nó là cái anh kia là anh trồng sòi, lúc đó anh trồng cái hột sòi thôi, hột sòi đó thì nó mất tiêu rồi, lên cây thì đâu còn hột sòi nữa, thì còn tôi hái trái sòi ở trên cây kia kìa, chứ không phải là hái cái của anh kia. Thì dạ, rõ ràng tôi đâu phải ăn trộm của anh kia. Không bị biện, phải không? Thì Kheo Na Tiên mới hỏi rồi thì đại vương á phán tội anh ta ra sao? Thì ông vua nói là trái dưới đất là tuy nó diệt nhưng nó nảy mầm lớn lên để ra hoa ra trái thì cũng là từ đó. Vậy thì trái mà người hái cũng do từ trái dưới đất mà sanh ra thôi, không thể quỷ biệt được. thì Kheo Na Tiên mới nói thì nghiệp cũng như thế, tâu đại vương, thân tâm tuy diệt nhưng nghiệp đã tạo giống như mầm cây, nó sẽ ra hoa kết trái ở thân tâm mới. Người hái trộm sòi không thoát khỏi tội như thế nào thì chúng sanh cũng chẳng thể tránh khỏi nghiệp khi nó đã trổ quả, tâu đại vương. Tức là thì Kheo Na Tiên nói thì cũng vậy, nghiệp cũng vậy đó, không mình tạo ra đây rồi á, thì tuy là thân tâm này nó diệt mất đây nhưng mà nó cái nghiệp đó sẽ đi qua kia, nó sanh, nó sẽ kết trái, tức là cái quả đời sau chứ không phải mất. Thì ông vua nghe tới đó thì ông mới khen hay, đại đức đúng là bậc đại trí tuệ. Thì đó để cho thấy cái lẽ thật, để cho thấy là cái việc làm của mình tuy nó qua nhưng mà nghiệp không có mất, không đó. Cũng như là không cái hạt xoài, tuy là mình khi mình ương lên cây thì cái hạt xoài đó tiêu mất rồi, không lên thành cây xoài rồi thì không còn cái hạt xoài đó, không nhưng mà cũng là từ cái hạt xoài đó, không rồi nó mới lên thành cây xoài, phải không? Đó. Thì việc làm của mình cũng vậy đó, tuy thân tâm này không mình làm đây rồi thân tâm này nó diệt, thấy không? Tức là cuối cùng cái này nó mới ra một cái địa, nhưng mà cái nghiệp đó nó cũng qua đi theo qua đời sau đó rồi nó kết trái chứ không mất. Cho nên phải nhớ kỹ, thấy không, là thân tâm tuy diệt nhưng nghiệp đã tạo không mất. Vậy thì mình đừng nghĩ rằng mình làm qua rồi cái thì thôi không còn chuyện gì hết, thì cái đó là lầm mê, phải không? Tức là
việc làm thì qua nhưng mà nghiệp không mất. Đó, cho nên phải cẩn thận việc làm vậy đó. Cho nên là thế gian này không có hiểu vậy, cho nên là làm thì cứ làm thôi, nhưng mà không nghĩ đến cái nhân quả. Đó, khi mà nóng giận thì cái chửi ta cho sướng miệng thôi, nhưng mà không ngờ chửi qua rồi đó, thì ai về nhà nấy, nhưng mà cái nhân quả nó còn đó. Đó. Cho nên điểm mà muốn nhắc cho tất cả mình hiểu được vậy rồi á, thì phải khéo gọi là mình biết nhân để mà không làm cái quả. Mình phải biết rõ cái nhân để mình không làm cái quả, thì mình sống sao cho nó đúng đắn. Tức là mình phải sống cẩn thận ngay từ cái nhân, chứ không phải đợi cái quả đến. Đó. Nghĩa là hiểu cái lý nhân quả rồi á, thì phải rất sáng suốt trong việc làm của mình. Ha, mình cẩn thận trong việc làm, tức là cẩn thận từ cái nhân. À, biết rằng cái nhân rõ ràng nó sẽ đưa đến cái quả thế nào, thì vậy mình làm sao cho nó đúng để không phải hối hận về sau này. Thấy không? Vì cái nhân nó sẽ đưa đến cái quả. Đó. Vậy thì tạo nhân ác làm tổn thương đến người, đến vật, thì mình biết là nó sẽ đưa đến cái quả sao? Cái quả sau này là đau khổ, phải không? Không thể có an vui gì, cho nên cần phải tránh. Đó, đó là mình tránh ngay cái nhân, gọi là biết nhân để mình ngừa cái quả, phải không? Đó. Bởi vì đâu có ai muốn lãnh lấy cái quả đau khổ, phải không? Quý vị có ai mà muốn mình sau này lãnh lấy cái quả đau khổ cho mình không? Mà không muốn lãnh lấy cái quả đau khổ thì phải tránh cái nhân, phải không? Đó. Cho nên nếu cố làm tổn thương cho người rồi sau cái quả khổ nó đáp trả lại đó, thì than van và quán trách thì sao, có được không? Không thể được. À, cho nên ở thế gian có nhiều ghi, có nhiều người đó cứ gặp cái cảnh, cứ nghịch cảnh tới hoài mình, cứ lâu lâu gặp nghịch cảnh tới hoài, cho nên chịu không nổi thì mới sao? Trách trời trách Phật, không? Ông trời mà không có mắt là sao mà cứ đem những cái quả mà nghịch tới cho tôi hoài, nhà kế bên nó xong đem đi mà đem tôi qua nhà tôi hoài, phải không? Đó, thì nhiều khi trách trời, phải không? Nhưng mà trời có mắt cho bạn có, phải không? Đó, cho bạn có, bởi vì có nhân có quả hết, phải không? Nhưng mà tại vì mình mới là không mắt, tuy là mở mắt sáng vậy nhưng mà đều là không mắt. Không mắt tức là không có sáng được, thấy được cái nhân quả, phải không? Chứ trời có mắt hết, phải không? Bởi vì chính cái nhân mình đã tạo xưa kia, nhưng bây giờ quên, quên không nhớ, chứ không phải là ngẫu nhiên gì hết. À, sở dĩ mà những cái nghịch cảnh tới mình, tới mình hoài đó là do trước kia mình đã tạo, nhờ cái quả đó đến. Vậy cho nên biết vậy đó thì mình không có gọi là trách trời, trách đất gì hết. Mà mình phải khéo, thứ nhất là biết là mình đã tạo thì mình nhận, tức là đó là coi như trách nhiệm của mình thôi, không quan trách gì hết thì tâm nó cũng nhẹ nhàng, phải không? Thứ hai là tạo cái nhân tốt nữa để chuyển hóa, thì cái đó mới là cái giải pháp hay, phải không? Chứ còn ngồi đó mà trách hoài thì sao? Chẳng những không hết mà nó còn sao nữa, còn thêm nữa, phải không? Tức là mình còn tạo nghiệp ác thêm nữa, tức là ngồi đó mà trách, trách thì tức là tạo nghiệp thêm nữa, thì vậy là không hết mà nó còn thêm nữa, phải không? Đó. Cho nên đó, người sáng suốt là phải biết, phải nhận định vậy rõ ràng, không? Giống như mình thiếu nợ, người ta đòi thì trả thôi, thì vậy là tâm nó nhẹ nhàng, phải không? Còn cái kiểu mà cho ta đòi thì mình trở mặt là tôi đâu có thiếu anh mà đòi, đó. Thì vậy đó thì càng khổ thêm, phải không? Đó. Cho nên hiểu vậy đó, mình biết vậy đó thì sống nó đúng, phải không? Tức là hiểu rõ thì không có cái ngẫu nhiên mà có. Cho nên phải nhớ cổ đức có câu đó, điều gì mình không muốn thì chớ có làm cho người khác. Điều gì mình không muốn thì chớ làm người khác, thì sao mình thì đâu có nhận cái điều đó gì cho mình, không? Mình không muốn ai chửi mình thì mình được chửi ta, phải không? Còn người ta chửi mình thì mình chịu không nổi, còn mình chửi ta là chửi cho thoải mái, phải không? Thì vậy là sao? Đúng là trái nhân quả, phải không?
Tức là mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta. Thì vậy thì mình tránh được, vì sao đâu có ai làm cho mình, phải không? À, nhưng mà ở thế gian á thì gọi là mê mờ đó, à, không thấy được cái biến nhân quả đó, cho nên đời không làm cho người ta thì mình sẵn sàng làm, không? Nhưng mà người ta làm cho mình á thì mình không chịu, à, phải không? À, rõ ràng như vậy, à, cho nên đó Phật dạy đó là mê là như đó, không? À, do đó mình đây là người Phật tử học đạo đó thì mình phải chuyển lại chứ không theo chiều mê đó. Tức là sao? Tức là bây giờ mình phải sống như người có mắt chứ đừng có sống như người không mắt. Phải không? Có mắt chứ đừng có rồi sao đổ thừa là trời không mắt. Phải không? À, phải rõ ràng, phải sống như vậy đó, phải sáng suốt. À. Thì chính đó, biết vậy đó là cái đạo lý sống an vui. Phải không? À, tức là biết tránh cái họa khổ cho mình sau này. À. Bởi vì mình tự hỏi kỹ lại coi, mình không muốn ai làm tổn thương mình thì tại sao mình lại đi làm tổn thương cho người khác, phải không? Đó, đó là cái lý nhân quả mà. Bởi vì người ta đó, người ta cũng đâu muốn ai làm tổn thương họ. Đó, thì nghĩ vậy đó thì mình phải khéo cẩn thận, thấy không? Đó. Cho nên cũng ông vua Mi Lan Đà, ông cũng hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, ông nói rằng trẫm có nghe rằng người tu hành ở trong Phật giáo đó thì thường ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa nghiệp, ngăn ngừa cái nguyên nhân sanh khổ. Tại sao không đợi nó đến để rồi dập tắt luôn cho khỏe? Tức là tại sao phải dập ha? Tức là phải ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa từ cái nguyên nhân sanh khổ đó. Nó nói tại sao phải ngăn ngừa từ cái nguyên nhân? Hãy đợi cho nó đến, cái quả nó đến rồi dập tắt nó luôn. À, bây giờ tôi thấy ông hỏi có lý không? Nào, thì ngài Na Tiên ngài mới đáp, không những là ngăn ngừa điều ác mà tất cả các thiện pháp cũng cần phải nên tu tập càng sớm càng tốt mới thu được nhiều lợi ích. Nếu để muộn á thì thật là nguy hiểm tâu đại vương, không? Tức là thì cái Na Tiên mới đáp là không những là ngăn ngừa điều ác nữa mà còn phải làm điều lành nữa, mà làm càng sớm càng nhiều càng tốt, chứ còn chậm á thì càng nguy hiểm. Bởi vì sao? Mình chậm làm điều thiện thì tức là sao? Tức điều ác thì dễ sanh. À, phải không? À, chậm làm điều thiện điều ác nó dễ sanh khởi, còn mình làm nhanh điều thiện thì nó ngăn được điều ác. À, cho nên người nói là càng sớm mà càng nhiều càng tốt. À. Thì ông vua ông hỏi tại sao thế? Thì Ca Na Tiên mới nói ví dụ đại dương đợi khi khát nước trái cổ rồi mới sửa soạn sai người đào giếng, thì việc làm ấy có thích đáng không, có kịp có nước để mà uống hay không? Ta thầy thực tế không đợi tới khát nước mà mới đào giếng là sao được, tức là phải từ ngay từ cái nhân, phải không? Thì cái này vậy mà phải tránh từ cái nhân trước, đâu phải đợi tới cái quả tới. À, quả tới thì tránh sầu kiệt nữa, phải không? Đã cái quả nó tới rồi, cho nên ông nói là phải đào giếng từ trước. Thì Ca Na Tiên bảo phàm tu hành cũng như vậy đó, nếu khi sự khổ đến mới lo tu á thì muộn rồi. Đó, tức là sao mình phải tránh chứ đợi cái khổ nó tới là phải chịu rồi. À, lại nữa, ví như đại vương đợi đến khi đói bụng rồi mới sai người cày ruộng gieo mạ vân vân, thì đến lúc gặt lúa có còn cứu kịp cơn đói của đại vương chăng? À, thì ông nói là không thể cứu kịp rồi. Thì Ca Na Tiên mới ví như đại vương bảo vệ hoàng thành này, nhưng đại vương lại suy nghĩ đợi khi giặc đến ta sẽ luyện tập quân sĩ rèn đúc khí giới huấn luyện ngựa voi vân vân, sự suy nghĩ ấy có đúng thời chăng? Thì ông vua thưa nói là thì hoàng cung này giặc nó sẽ chiếm mất thôi. À, thì Ca Na Tiên đó thì cũng vậy đó, người tu hành phải biết lo toan từ trước, sớm làm điều lành, sớm ngăn ngừa điều ác, đợi đến khi nước đến chân thì không kịp nữa. Nên Đức Thế Tôn có dạy, người có trí tuệ hằng tìm lợi ích an vui cho mình, đừng như kẻ buông thóc kia, lối đi bằng phẳng dễ dàng thì không chịu đi, lại lựa chọn con đường gập ghềnh hiểm trở
mà đánh xe đi để đến khi gãy trục, gãy đền rồi ngồi khóc lóc, thở than, kẻ ngu bỏ lành làm ác cũng y như thế, có hối cũng đã muộn màng. Thì quý vị thấy nha, ngài thì kêu nói tiên á, ngài đưa ra ví dụ rồi ngài mới kết lại để cho nhắc ha. Người tu hành á, mình cũng phải biết lo toan từ trước như vậy đó, tức là phải sớm là làm điều lành, sớm ngăn ngừa điều ác đó, chứ không phải mà đợi đến cái quả nó đến đó. Cho nên ngài mới nhắc á, người có trí tuệ thì hằng tìm lợi ích an vui cho mình, không? Mình có trí tuệ phải biết cách để mà tìm cái an vui hạnh phúc cho mình, chứ đừng có giống như cái kẻ buông thóc kia, tức là sao? Con đường bằng phẳng không chịu đi mà lựa con đường gập ghềnh, không? Khó khăn đi, đi để cho xe nó bị gãy trục gãy đành thì ngồi nó khóc, không? Đó, đó là tại mình chứ tại ai? Thì đây cũng vậy. Phật chỉ là con đường bằng phẳng là con đường gì? Là con đường lành đó, con đường thiện đó, không? Đó là con đường bằng phẳng an vui. Phật chỉ rõ không chịu đi mà cứ sao? Cứ lựa con đường gập ghềnh, tức là con đường ác, con đường đau khổ ra để mà đi. Đi rồi thì tới chừng cuối cùng gặp cái quả đau khổ ngồi đó than. Phải không? Đó, thì mới thấy đó là cái mê lầm của mình. Đó. Cho nên đúng ý nghĩa đó. Phật ra đời vì cứu khổ chúng sanh là Phật chỉ rõ, không? Chỉ rõ những cái lẽ thật, những cái chân lý đó để cho mình thấy rõ, là mình ứng dụng, mình sống cho nó đúng pháp. Thì đó mới chính là Phật gọi là cứu khổ chân thật á. Còn mình bây giờ đó thì có nhiều khi mình hiểu Phật cứu khổ là sao? Ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, cho nên là đến là cúng Phật là cầu xin Phật là cho con cái này cho con cái kia, phải không? Là kiểu đó. Chứ sự thật á thì Phật ra đời không phải cho mình cái này cho mình kia đó, mà Phật chỉ cho mình con đường đi, phải không? Cho nên gọi là Phật là bậc đại đạo sư đó, rõ ràng tức là bậc thầy dẫn đường, phải không? Thì đây cũng vậy, là Phật chỉ rõ nè, đây là con đường bằng phẳng nè, ông muốn an vui đi con đường bằng phẳng này, còn đây là con đường gập ghềnh đó, cái là gập ghềnh, con đường nguy hiểm thì đừng có đi, không? Nhưng mà mình là cứ chọn con đường đó để mà đi, rồi tới chừng khổ là than là, thì mình thấy đúng là mình sống đúng là trái cái đó, gọi là trái nhân quả, phải không? Còn đây là người Phật tử học Phật, không? Thì phải hiểu rõ được đó, học Phật là phải có sáng suốt, có trí tuệ, thấy không? Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ mà, thì mình học Phật cũng phải có trí tuệ, để nhận định rõ lẽ thật đó, để đi cho nó đúng đường, thì bảo đảm là cái kết quả an vui tốt đẹp sẽ đến cho mình, cho nên hiểu gì đó, thì mình phải biết, thấy không? Cẩn thận về nhân quả, cho nên gọi là đừng có xem thường nhân quả là vậy đó, thấy không? Ở đời thì mình vì mê lầm cho nên rồi mình đối với nhân quả là nó hơi hời hợt, có khi cũng xem thường, thấy không? Nhân thì cứ làm mà khi quả đến thì không chịu, phải không? Còn có khi thì muốn có quả đó mà nhân thì không chịu làm, phải không? Tức là muốn thì muốn ăn vui, thấy không? Nhưng mà còn nhân ăn vui thì không chịu làm. Rồi tu hành cũng vậy, tu hành thì muốn cho mau ngộ đạo mà tu thì không chịu chịu khó, phải không? Đó. Lựa cái gì dễ dễ làm thôi, phải không? Mà tiền mà đáp chân cái tôi không chịu, tôi kiếm cái gì dễ vậy làm đó, thì mình thấy vậy là sao? Đó. Cho nên phải hiểu được những cái ý nghĩa mà chân thật đó thì mình sống nó đúng nhân quả, thấy không? Bởi vì đúng lẽ thật Phật dạy là tất cả chúng ta sống ở trong thế gian này đều sống trong nhân quả, nằm trong nhân quả hết,
không ai ra gọi nhân quả, phải không? À, thì đã là sống trong nhân quả, nằm trong nhân quả rồi thì mình biết sao thì mà sống cho nó đúng, à, nó không có trái, à, rồi sao là không phải hối hận, không phải ăn năn. À, cho nên cái đây là nói rõ để cho tất cả hiểu, mình thấy nghĩa là đừng có xem thường nhân quả như vậy đó. À, cho nên để mà tóm kết lại, nhân quả đó là một cái chân lý của thế gian. À, thì chân lý này á, là không phải là Phật ra đời mới có, mà nó là chân lý sẵn ở nơi thế gian. À, Phật không phải Phật lập ra, mà Phật chỉ là giác ngộ thấy rõ thì chỉ cho chúng sanh thôi. À, cho nên trước Phật đã có rồi. À, rồi à, khi Phật ra đời thì Phật chỉ rõ. À, khi mà Phật không còn ở thế gian nữa thì lý nhân quả cũng như vậy thôi, chứ cũng không có mất. À, à, cho nên à, lúc nào thì nó cũng là như vậy. À, à, cho nên dù có Phật hay không Phật thì nó cũng rõ ràng như vậy. À, cho nên hiểu vậy đó thì mình mới thấy đó là một cái lẽ thật. À, rồi dù cho là người ở nơi nào cũng vậy, ha, cũng nằm trong nhân quả. Dù cho người à, ở trong đạo Phật hay là không có đạo gì hết thì cũng sống trong nhân quả. Rồi, hiểu kỹ vậy đó. À, bởi vậy thì hiểu vậy rồi thì chúng ta sống ở trong thế gian này thì đều là nằm trong nhân quả hết, thì không có chạy khỏi đâu được hết. Do đó cho nên với người hiểu đạo đó thì mình phải rất sáng suốt, cẩn thận trong việc làm, trong hành động, không? Để không có lầm nhân quả, phải không? Đó. Tức là cẩn thận trong ba nghiệp đó, thân, khẩu, ý, mà trong việc làm hàng ngày của mình, tức là mình kiểm soát trong cái việc làm hàng ngày của mình đó. Đó là cái sống thực tế. Cho nên gọi là nhân quả nó theo mình giống như bóng theo hình, không có sai chạy. Thì đây để kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà ông vua Mi Đăng Đà với Tỳ Kheo Na Tiên, để cho thấy là nó cũng đều có nhân quả hết. Tức là ông vua Mi Đăng Đà đó là ông vua mà rất là trí tuệ, thấy không? Cho nên trong thời đó là ông cứ đi tìm các vị tỳ kheo này, các vị kia, nghe vị nào mà gọi là trí thức, thấy không? Là ông tìm đến để mà ông hỏi, ông gặng hỏi mà không ai mà trả lời hết được cho ông hết. Cho nên ông lúc đó thì ông cũng hơi gọi là cũng có hơi là cũng hơi là có kiêu mạn chút đó, không? Thấy là coi như không ai mà trả lời được cho ông hết mà. À, cuối cùng rồi chỉ có Tỳ Kheo Na Tiên đó, không? Thì mới trả lời hết cho ông được, và ông mới vừa là chịu vừa là kính phục, không? Là thì đó là cũng có nhân duyên hết. À, tức là nhân duyên là bởi vì trong cái thời Phật Ca Diếp đó, tại kinh đô xứ gọi là Sakala thì có đức vua làm vị cư sĩ này có giới đức và có trí tuệ, cho nên vua mới cho xây một cái ngôi chùa lớn, rồi dâng cúng đến các vị trưởng lão gọi là đạo cao đức trọng đó, và thông suốt cả tam tạng. Thì chư tỳ kheo tăng ở trong chùa này cũng rất đông, và các ngài cũng duy trì pháp học và pháp hành rất là nghiêm túc, không? À, không có gián đoạn. Thì trong chúng đó có vị tỳ kheo giới hạnh cũng trong sạch, hàng ngày tu tập thiền quán. Thì mỗi buổi sáng đó, thì cái vị tỳ kheo này thường thức dậy sớm, rồi lễ tam bảo, quán tưởng về ăn đức của tam bảo, rồi tòa thiền, kinh hành, xong rồi cái thì quét dọn xung quanh chùa đều đặn chuyên cần như vậy. Thì hôm nọ cái vị tỳ kheo này quét lá xung quanh cái bảo tháp, xong rồi mới gom lại thành một đống. Kế đó mới gọi cái chú Sa Di phụ việc để hốt đem để đổ. Thì cái chú Sa Di này thường ngày á thì cũng rất là ngoan ngoãn, nhưng mà hôm ấy thì không biết sao lại sanh tâm lười biếng, cho nên chú giả giờ không nghe. Vậy thì cái này kêu hai ba lần cũng làm bộ không nghe hết. À, cho nên gọi đây là thứ ba mà cũng giống như cứng đầu không có nghe gì hết, cho nên cái vị tỳ kheo này cũng hơi bực, cho nên mới bước tới
đánh thì chú mấy cắn chổi thì cũng hơi đau. Thì chú sẽ bị đánh vậy cho nên mới vừa khóc rồi cũng vừa đi hốt xác, nhưng mà trong lòng ấm ức ấm ức. Bởi vậy mà làm xong việc rồi á, chú mới phát nguyện, chú đây với cái phước báo đổ rác này á, thì nếu mà tôi chưa có đắc được niết bàn, chứng được niết bàn, thì dù sanh vào trong cảnh giới nào cũng xin cho tôi có được đầy đủ quyền cao chức trọng, mà qua lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người như mặt trời vĩ đại giữa hư không kia. Chú hơi để mà chú muốn là để mà khắc phục những người khác á, mà ở đây là cũng là có ý muốn đối chọi với tỳ kheo kia. Thì nguyện xong rồi chú thấy trong lòng nó cũng hả dạ vui sướng, mới đi xuống sông tắm. Thì khi xuống sông tắm thân tâm nó mát mẻ, thì chú lại chợt mới hối hận. Chú mới tự nghĩ, thầy tỳ kheo kia bảo ta hút rác thì đó chẳng phải là phận sự bắt buộc, cũng chẳng phải là cái việc riêng của ngài, cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy A Sở Đê, không phải nhằm phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng của ngài. Vậy thì đích thị ngài đánh ta đó là muốn tế độ cho ta, muốn đánh vào cái tính lười biếng và cứng đầu của ta. Ôi vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi, cho nên đợi khi chú sẽ gì chú thấy cũng hối hận. Giờ chú nghĩ rằng cái vị tỳ kheo kia mà đánh mình đó là cũng muốn để mà cứu mình, để cho mình siêng năng, bớt lười biếng, bớt cứng đầu thôi, chứ không phải là gì ghét bỏ gì mình. Sao mình lại có cái ý là không tốt vậy, cho nên hơi hối hận. Thì sau đó cho nên chú lại phát nguyện, vì thiếu trí tuệ mới sanh lười biếng, cứng đầu, sanh những cái nhận thức sai lầm, nông nổi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi, phước đức đổ rác lâu nay, phước đức thấy mình lầm lỗi này, thấy không? Xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả niết bàn thì hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này, thấy không? Thì lúc đó vị tỳ kheo kia đó cũng vừa đi đến định cũng xuống sông tắm, thì mới nghe được những cái lời phát nguyện của vị sa di này. Thì cái vị tỳ kheo đó mới biết rằng cái lời nguyện đó sẽ thành tựu. Bởi vì ông sa di này tuy vậy nhưng mà lâu nay là cũng tốt, không làm việc là cũng tốt, chỉ cần và lời phát nguyện này là cũng mạnh mẽ thì cũng có phước, cho nên rồi cái vị tỳ kheo đã biết rằng cái lời phát nguyện của ông sa di đó cũng sẽ thành tựu. Cho nên vị tỳ kheo mới nghĩ trong lời nguyện của chú sa di vừa có cái gì đó như phục thiện, mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta. Tức là vừa chưa phục thiện nhưng vừa có cái gì như đối chọi lại. Đó. Nhưng bản chất của chú sa di này ngủ ngầm sự cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu thì trên thế gian này có ai đủ khả năng trí tuệ để kiềm bớt trí tuệ của y? Tức là vị tỳ kheo này thấy rằng như vậy thì nếu mà cái lời nguyện của chú sa di này sẽ thành tựu thì sau này á là chú sẽ làm khốn khổ cho nhiều người. Tức là không ai mà làm cho chú là phức phục được, thì chú sẽ cống cao ngã mạn là sẽ nhiều người sẽ khốn khổ vì chú sau này. Như thì cái vị tỳ kheo mới phát nguyện để mà đi theo chú để mà khắc phục chú bớt. Cho nên vị tỳ kheo ấy mới phát nguyện mình sẽ được trí tuệ bất khả tư nghị để có thể kiềm chế phá nghi soi rọi dẫn dắt cho chú sa di đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Để kiềm chế chú thì sau đó mà cả hai bỏ thân này thì mới sanh làm người, rồi sanh lên cõi trời trọn một thời gian giữa hai vị Phật. Tức là
Đức Phật trước và cái giúp cho Phật Thích Ca đó, giữa thời gian đó đến lúc Đức Phật Thích Ca ra đời rồi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn gần 500 năm sau, thì cái vị tỳ kheo thời xưa đó mới từ cõi trời sanh xuống làm tỳ kheo Na Tiên. Còn cái vị Sa Di kia đó thì sanh làm vua Minh La Đà ở kinh thành Sagala đó. Thì đúng là ông vua này trí tuệ nó rộng lớn, ông gạ hỏi mấy vị mà chưa tăng là mấy chùa gần đó là ai bị ông gạ hỏi là hết trả lời được, ăn sợ hết, thành ra ông cũng kiêu mạn. Và vậy thì ông còn xem thường hết tất cả đó. Cho nên rồi cuối cùng không thì gặp người tỳ kheo Na Tiên đó thì mới phục được ông. Thì trong sử cũng có ghi kỹ đó không, thì lúc đó coi như là các vị a la hán ở trên núi Tuyết đó mới thấy vậy là sợ, nghe là cũng gọi là cái Phật pháp mà như vậy thì sẽ bị ông vua đó ông làm cho suy yếu, không ai mà chống nổi với ông hết không. Cho nên để cứu cái nạn cho Phật pháp cho nên các vị đó mới họp lại để quan sát căn cơ có ai có thể mà khắc phục được ông. Thì các vị trưởng lão A La Hán đó mới quán thì mới thấy nhân duyên của ông là thời xưa là như vậy đó, vị tỳ kheo đó, vị Sa Di với cái vị tỳ kheo đó, thì mới thấy rằng như vậy thì ông vua là cái vị Sa Di này sanh trở lại đó, còn cái vị tỳ kheo kia thì hiện bây giờ đang ở đâu. Thì các vị A La Hán đó mới quán sát thì mới thấy là đang ở trên một vị, đang là vị chư thiên ở trên cõi trời đó. Cho nên các vị đó mới cử một vị đi lên đó mới thỉnh cái vị chư thiên đó sanh xuống đây để mà khắc phục ông vua này, chứ còn ngoài ông như này thì không ai khắc phục nổi. Tức là có nhân duyên với nhau đó. Cho nên cái vị đó là mới sanh xuống em, mới sanh xuống đây là, và cuối cùng thì mới khắc phục được ông vua Vi Lan Đà này. Cho nên là những câu chuyện mà đối đáp nhau giữa vua Miên Đà với Tỳ Kheo Na Tiên đó, sau này ghi chép tại thành có quyển quyển kinh gọi là Vô Miên Đà mà vấn đáp với Tỳ Kheo Na Tiên đó, nghe không? Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng đúng đâu đó là có nhân quả, đó. Cho nên là phải khéo. Cái vị Sa Di trước là cũng hơi bực tức, hơn cũng hơi ấm ức, rồi phát nguyện, sau rồi cũng hối hận. Rồi cũng do cái hối hận đó mà phát nguyện sáng suốt trở lại, cho nên là mới gặp được Tỳ Kheo Na Tiên hướng dẫn Phật pháp cho khiến cho ông vào được trong chánh pháp. Và còn nếu không mà chỉ vì cái lòng mà bực tức nóng giận không đó thì có lẽ sẽ là nguy hiểm hơn. Phải không? Cũng như trong sử cũng có ghi câu chuyện là cũng có thời cũng sau Đức Phật nhập Niết Bàn đó, không? Thì cũng có vị A-la-hán thường được Long Vương thỉnh xuống Long Cung đó để mà cúng dường. Thì có vị cũng vị Sa Di thì giả cho mà thấy ông thầy lâu lâu rồi đi đâu đi chắn vậy, cho nên ông hỏi đọc biết tìm hiểu đọc biết. Thì hôm đó thì ông mới dình cái ông thầy đi xuống thì cũng dùng thần thông mà cũng ngồi trên cái giường rồi cái dùng thần thông cái là nó bay đi xuống dưới Long Cung luôn. Thì ông mới lén ông núp dưới cái chân giường đó, ông nắm cái chân giường đó ông đi theo. Thì xuống dưới thì tới chừng ra rồi thì lỡ rồi cho nên Long Vương cũng cúng dường, nhưng mà cúng dường làm sao mà cái thức ăn mà của ông thầy thì lại ngon hơn của ông. Ăn xong ông rửa bát ông thầy thì ông thấy sao mà trong bát ông thầy thì có mùi thơm hơn của mình. Thì ông nghĩ vậy là Long Vương là có tâm không bình đẳng, cho nên ông cũng hận Long Vương. Cho nên về mới phát nguyện bao nhiêu công đức tu hành chưa trước nay đó, ông nguyện sẽ làm đại Long Vương thù thắng hơn Long Vương kia, để mà ông nghĩa là giết Long Vương kia để mà ông làm chủ ở cõi đó, để mà cho hả giận cho ông kia mà khinh thường ông quá. Thì đúng là cũng sao lâu nay cũng tu tập cũng có bước, cho nên rồi thì cuối cùng rồi thì cũng được như nguyện, chết sanh xuống làm đại Long Vương, giết Long Vương kia lên làm. Thành ra rồi ông
hận vậy, cho nên mà kia mà làm do cái lòng sân hận đó, cho nên mới làm long vương mà cứ sân hận hoài. Cho nên là cứ làm sấm làm chớp hoài. Cho nên rồi lúc đó là ông vua trong thời đó là cũng là ông vua có gọi là có phước đức, cho nên gần đó ông định xây cái ngôi chùa ngôi tháp đó mà cứ bị dòng nó phá cái sụp hoài. Ông tìm hiểu ông biết, ông mới phát tâm là mới đem hết tận dụng quân lính đầu, đem hết lấp đá đầu để ông lấp cái ao đó cho sang bằng cái chỗ ở của Long Dương luôn. Thì Long Dương ban đầu cũng sang hẳn là cũng tính phá lại ông, nhưng mà phá cuối cùng không được vì cái phước của ông là hơn, cho nên cuối cùng là Long Dương cũng chịu thua rồi, cũng hiện lại ông hiện lên một ông già mới xin ông vua đó thôi ngừng đừng có làm vậy. Rồi cũng gặp vị gọi là cũng vị bậc A-la-hán trong thời đó cũng có giáo hóa, cho nên rồi ông Long Vương đó nói là cuối cùng lời thôi là cũng do cái tâm sân cái tập khí nó quen, bây giờ thì hiểu Phật pháp nhưng mà cũng sợ cái tập khí lâu lâu rồi nó cũng phát khởi trở lại, cho nên mới xin ở đó làm chùa thì treo cái chuông, chuông mà thường cho ông dặn là khi nào mà thấy là trời mà sắp nổi mây rồi sắp chớp rồi sắp mà vậy đó thì đánh chuông lên, đánh chuông lên cho nó ngân dài thì ông nghe giọng tỉnh ngộ trở lại thì ông sẽ hạ xuống. Đó, thì như vậy đó để cho thấy rằng cũng là một chút cái lòng sân hận đó, không? Thì đáng lẽ là tu tập có công đức có phước lành thì nguyện cái gì nó tốt hơn thì sao sanh lại tu tập tốt chứng đạo quả thì hay quá, nhưng mà do cái lòng sân cái này nguyện làm Long Vương thì nguy hiểm sanh rồi Long Vương, và Long Vương thì cũng làm thuộc về mọi cũng thuộc về loài thú, tuy là có phước nhưng cũng thuộc loài thú, thì như vậy thì mà gặp sanh hạnh nữa, cho nên đời cũng là khổ thôi, không sướng gì. Cho nên đó để cho thấy rằng nhân quả đâu đó nó rõ ràng, phải không? Là mình khéo biết vậy, cho nên đây mới nhắc là tất cả đừng có xem thường nhân quả là như vậy đó, cho nên hiểu kỹ. Ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện mà 500 kiếp làm tròn đó, là cũng đi nhắc là chớ có xem thường nhân quả đó, phải cẩn thận về nhân quả đó. Thì đây cũng nhắc cho tất cả như vậy, thì đối với nhân quả đó là một cái lẽ thật, là một cái chân lý, cho nên ở thế gian á thì mình làm gì rồi thì còn có thể mướn luật sư rồi, không cãi biện hộ được, nhân quả thì không có luật sư nào biện hộ, không có luật sư cãi dùng được hết, nhớ kỹ cái điều đó, không có luật sư cãi lý nhân quả được, nhân quả như thế nào thì rõ như đó thôi. Cho nên đây mong rằng tất cả học kỹ hiểu kỹ để mình sống đúng nhân quả, chớ có xem thường nhân quả. Đó là cái buổi giảng hôm nay. Một và cùng chúng ta nguyện đem công này về các